Trung tâm cây giống Tam Đảo xin kính chào các quý bà con và các anh chị. Thì hôm nay em lại có thời gian để ra vườn để quay cái cây ba kích của bên em. Thì cũng rất là lâu rồi bên em mới có thời gian để ra vườn lớn để quay cho các bác về cái mô hình trồng ba kích của bên em. Thì như trước mắt các bác đây là mô hình cây ba kích bên em đã trồng được gần 2 năm tuổi rồi nhé. Đây các bác có thể nhìn những cái gốc ba kích cũng đã rất là to rồi, như cái gốc này đây, gốc ba kích rất là to rồi. Đây là những cái cây ba kích bên em đã cắt thân để làm giống nhé, cắt những cái dây già để làm giống. Còn đây là những cái cây lớn hơn chưa cắt thân. Những cái gốc ba kích trồng được hơn 2 năm tuổi thì nó cũng rất là to rồi. Đây các bác có thể nhìn đây. Đấy, như cái cây này. Hiện tại thì bên trung tâm em đang trồng rất là nhiều cây ba kích. Nếu mà các bác, các anh chị mà đang muốn tham quan mô hình thì có thể liên hệ cho bên em. Đến trực tiếp, bên em sẽ dẫn đi tham quan trực tiếp cái mô hình trồng của bên em. Bên em thì làm theo từng luống một nhé. Luống 1 mét, còn cây cách cây khoảng 80. Ở bên dưới này thì bên em có ủ phân ở dưới nhá, còn rải nylon lên trên này, rải những cái miếng nylon dài như này để hạn chế cái việc làm cỏ nhé. Nếu mà các bác mà không rải những cái tấm ni lông như này thì các bác sẽ tốn rất là nhiều công thuê người làm cỏ. Còn nếu các bác này rải tấm ni lông như này thì cái vấn đề cỏ thì nó sẽ mất rất là ít người, ít nhân công, chỉ độ 1-2 người thôi. 1-2 người thì chỉ làm trong một hôm thôi là có thể hết cỏ được. Đây là hệ thống tưới nước tự động các bác nhé. Mình lắp đặt được hệ thống tưới nước này thì về sau mình sẽ không phải đi tưới. Nó chỉ mất chi phí ban đầu thôi, còn hàng năm thì không phải ấy nữa, không phải đi vác răng dây để tưới nữa. Đã có hệ thống họ tự ấy rồi, tự cấp nước cho cây rồi thì cây nó sẽ phát triển rất là tốt. Những cái cây ba kích này thì độ 2 năm nữa là sẽ bắt đầu được thu nhé. Những cái gốc ba kích này nó sẽ mỗi gốc này có thể cho từ 2 đến 3 cân củ, tùy vào cách chăm sóc của các bác, các bà con. Hiện tại thì những cái gốc ba kích này thì đã có củ rồi, nhưng mà lượng củ nó chỉ rất là ít, nó mỗi gốc trung bình hiện tại thì cũng chỉ được 1-2 cân củ ấy. Nếu mà để độ 2 năm nữa thì mỗi gốc có thể cho từ
3 đến 4 cân, có thể nhiều hơn, tùy vào từng cây. Còn hiện tại thì ở trên kia thì bên em đang trồng cát sâm nhé. Đây, còn ở dưới này thì là bên em đào một cái ao để cấp nước cho khu vực trồng của bên em. Đây, dưới này thì có một cái ao. Để các bác có thể nhìn. Đây là cái ao để cấp nước cho vườn giống. Các bác trồng, nếu mà các bác trồng ở những cái khu vực mà có ao hồ thì lắp đặt hệ thống tưới nước rất là tiện. Thì công tác chăm sóc cây nó cũng sẽ tiện lợi hơn. Thì hiện tại thì năm nay Ba Kích thì bên em đang làm rất là nhiều giống để phục vụ cho bà con trồng. Thì cái đợt đầu năm ấy, thì giống Ba Kích nó cũng rất là hiếm, rất là khan. Vì vậy mà giá thành của cây giống nó cũng sẽ đắt. Bên em làm Ba Kích tím, chuẩn 100% Ba Kích tím các nhé. Đây. Nếu mà các bác nào đang có nhu cầu muốn trồng cây giống Ba Kích, muốn mua cây giống Ba Kích thì có thể liên hệ cho bên em theo số điện thoại bên em đã để dưới tiêu đề của video. Bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau của Trung tâm Cây giống Tâm Đạo.